Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự phức tạp hay biến chứng. Sự phức tạp trong một câu chuyện là gì? Một biến chứng là một vấn đề hoặc một tình huống khó xử, phá vỡ cuộc sống bình thường hoặc sự thoải mái của các nhân vật và đặt ra một chuỗi các sự kiện thú vị. Biến chứng bệnh là gì? Một biến chứng trong y học hoặc biến chứng y khoa là kết quả không thuận lợi của bệnh, tình trạng sức khỏe hoặc điều trị. Các biến chứng có thể ảnh hưởng xấu đến tiên lượng hoặc kết quả của bệnh. Biến chứng trong thuật ngữ y tế là gì? Một bệnh thứ phát hoặc tình trạng phát triển trong quá trình của bệnh nguyên nhân khác, hoặc tình trạng phát sinh do hậu quả của nó, hoặc do các nguyên nhân độc lập. Một sự phức tạp trong văn học là gì? Biến chứng một tình huống chi tiết của một nhân vật làm phức tạp chủ đề chính của cốt truyện. Một biến chứng tích tụ và phát triển cuộc sống xung đột chính hoặc trung tâm trong một tác phẩm văn học làm việc. Là biến chứng và tác dụng phụ giống nhau không? Mặc dù các tác dụng phụ của điều trị có thể gây khó chịu, nhưng điều quan trọng là phải biết rằng chúng thường là tạm thời. Nhiều tác dụng phụ và biến chứng có thể được điều trị bằng thuốc và theo dõi cẩn thận. Không có hai người sẽ có cùng trải nghiệm và các tác dụng phụ. Các biến chứng của bệnh tiểu đường là gì? Biến chứng bệnh tim mạch, tổn thương thần kinh, tổn thương thận, tổn thương mắt, chấn thương, tình trạng da, khiếm thính, bệnh Alzheimer. Con phức tạp có nghĩa là gì? Sử dụng phức tạp trong một câu tính từ định nghĩa của phức tạp là một ai đó hoặc một cái gì đó khó hiểu hoặc một cái gì đó khó gỡ rối. Một mối quan hệ lãng mạn có nhiều hơn hai người là một ví dụ phức tạp. Phức tạp trong tình yêu là gì? Trong khi đi thẳng vào vấn đề, mối quan hệ trở nên phức tạp vì tình cảm lẫn lộn. Người bạn yêu là với người khác như cuối cùng lại có mối quan hệ với bạn, trong khi vẫn gắn bó với người khác khi bạn đang yêu nhiều người cùng một lúc. Tại sao mối quan hệ lại phức tạp như vậy? Những mối quan hệ này trở nên phức tạp vì cảm xúc lẫn lộn hoặc vì có những người khác tham gia vào phương trình. Người bạn yêu là với người khác nhưng cuối cùng lại có mối quan hệ với bạn, trong khi những gắn bó với người kia, bạn đang yêu nhiều người cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là gì khi một người đàn ông nói rằng nó phức tạp? Vì vậy về cơ bản, khi một chàng trai xác định một mối quan hệ của bạn là phức tạp, anh ta chỉ tìm kiếm một cái cớ để ngủ xung quanh và tán tỉnh những cô gái khác, mà không lừa dối bạn về mặt kỹ thuật vì bạn không phải là bạn gái của anh ta. Nó có nghĩa gì phức tạp trong một mối quan hệ? Tại sao nó phức tạp? Thật ra không phải là tình trạng mối quan hệ thực tế. Mối quan hệ sắp xếp khép tiếng của người không thể xác định nhưng vẫn thường xuyên được thực hiện. Đó là tình huống khi bạn là người có mối quan hệ với ai đó, nhưng bạn không phải là người với người đó theo cách hoàn toàn cam kết. Nó chủ yếu là luyện ngục quan hệ. Làm thế nào bạn đối phó với một mối quan hệ phức tạp? Cách đối phó với một mối quan hệ phức tạp: thứ nhất, viết xuống những gì thực sự làm phiền bạn. Bước đầu tiên để tìm cách thoát khỏi một mối quan hệ phức tạp là viết ra những gì thực sự làm phiền bạn. Thứ hai, xem bao nhiêu bạn đang góp về vấn đề đó. Thứ ba, hãy tự hỏi mình nếu. Thứ bốn, nói chuyện với đối tác của bạn. Thứ năm, hãy thử trị liệu. Thứ sáu, kết thúc nếu bạn không vui. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.